là tập cuối trong chuyến đi về quê ăn Tết bằng tàu hỏa của mình. Mời các bạn đón xem. Em lại chia lại đi. Bánh pháo kìa mẹ. Dừng ở ga Đông Lê khoảng 3 phút thì lại chạy tiếp. Tính ra từ Đồng Hới lên đây là phải 2 tiếng rồi mới tới Phú Thị. Đang chuẩn bị leo đèo Khe Nét trong đêm. Đèo Khe Nét là một trong 5 cung đường hiểm trở của đường sắt Việt Nam, nằm tại thôn Kim Lịch, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đây là lần đầu tiên mình ăn phở tại Hà Nội. 95 đường Cổ Linh, Bạch Bàn, Long Biên. Nhúng vào nước phở này ăn này. Ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm. Thơm quá. Đây, phở gà. Không hết thì cô mang lên xe uống cho khỏi.